Vào năm 1989, hãng Nike sản xuất riêng một đôi giày cho nam diễn viên Michael J. Fox để tham gia bộ phim Back to the Future 2. Đôi giày đặc biệt này có tên là Nike Match, được miêu tả trong phim là có khả năng tự thắt dây nếu xỏ chân vào, được nhân vật Marty McFly của Michael mang khi anh du hành thời gian đến năm 2015, nơi mọi đôi giày đều có khả năng thắt dây tự động. Tất nhiên, đôi giày đạo cụ mà Michael mang không có khả năng tự thắt dây, nhưng vì nó quá nổi tiếng nên chiếc bên trái của nó đã được đem ra bán đấu giá. Số tiền cuối cùng lên đến 92.100 đô, hơn 2,1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện Michael J. Fox Foundation, được thành lập sau khi Michael được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 1991. Tuy nhiên, sau gần 30 năm, chiếc giày nói trên đã rơi vào tình trạng hư hỏng khá nặng. Phần đế ở gót và hai bên đã nát vụn ra, chẳng khác nào bánh mì, và số vụn giày này được cho vào một chiếc hộp gửi kèm theo chiếc giày. Và vì quá mỏng manh dễ vỡ, cho nên chiếc giày không thể được ship đến cho người mua mà họ phải đến tận nơi để mang về, ở Portland, Oregon. Dù chỉ là đạo cụ đóng phim, nhưng có thể thấy chiếc giày huyền thoại có sức hút khủng khiếp như thế nào. Hy vọng rằng trong tương lai, người ta sẽ chế tạo ra được những đôi giày công nghệ có khả năng tự thắt dây giống như những gì được miêu tả trong Back to the Future 2. Goodbye, Papa,